Đất Minh Tiến Tiền Giang xin kính chào quý cô chú anh chị. Hôm nay em giới thiệu anh chị một căn nhà rẻ nhất thị trường luôn nha anh chị ơi. Căn nhà này là mới 100% mới xây luôn nha, và chủ đầu tư đang kẹt tiền nên bán với giá rất là thấp luôn nha anh chị. Thì đây là quốc lộ 50 nè anh chị ơi. Anh chị đi 200m là mình ra ngay chỗ quốc lộ 1A luôn nha anh chị, hướng này luôn nha. Đây là cống Bảo Định nè anh chị. Quẹo trái thì mình về chợ Trung Lương nè, về vòng xe Trung Lương vào nội ô thành phố Mỹ Tho đi siêu thị Cấp Mắc ha. Còn đây là cái hẻm mà mình vào trong nhà của mình nha. Và hẻm này thì đường xe này thì em thấy là người ta chạy xe 7 chỗ vào được đó anh chị ơi. Chút nữa em sẽ quay cho anh chị xem là cái xe 7 chỗ đậu gần cái nhà mình luôn. Và đây là tuyến đường là quốc lộ 50 nha anh chị. Hướng này mình đi là khoảng 3 cây số là mình ra ngay chỗ dòng xe quảng trường trung tâm hành chính sự nghiệp tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Và khu vực phía bên tay phải em á là mai mốt người ta sẽ là khu đô thị Đông Bắc thành phố Mỹ Tho nha anh chị ơi. Dự án này thì ủy ban thành phố Mỹ Tho người ta đã phê duyệt rồi nha anh chị ơi. Cho nên là mai mốt á là ở đây á là ấp 4 xã Đào Thạnh anh chị. Ấp 4 xã Đào Thạnh thì nó sẽ nằm đối diện với lại là khu đô thị Đông Bắc thành phố Mỹ Tho luôn. Là giá đất của bên này sẽ lên luôn nha anh chị ơi. Và phía bên tay trái của em anh chị thấy là nguyên một cái dãy nhà trọ cho anh chị đi làm ở thành phố Mỹ Tho này, người ta thuê trọ rất là nhiều luôn nha anh chị ơi. Khu vực này dân cư hiện hữu rất là đông đúc luôn nha. Và con đường này thì đi vào trong cái nhà của mình nha anh chị. Em sẽ quay từ đường lộ nhựa vào bên trong cho mình xem luôn nha anh chị ơi. Thì ở đây em không biết là như thế nào nhưng mà chiếc xe 7 chỗ vẫn chạy vào trong này được nha anh chị. Vì chứng minh thực tế là có một chiếc xe 7 chỗ người ta đậu gần sát bên cái đất của mình luôn nha. Và anh chị thấy đây là đường bê tông thì em nhắm tầm khoảng 2m1, 2m2 thôi. Nhưng mà không hiểu sao chiếc xe 7 chỗ chạy vô được nha anh chị ơi. Chắc là tay lái lụa hay như thế nào đó. Địa chỉ của nhà mình nằm ở là ấp 4 xã Đào Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha anh chị ơi. Nhà của mình thì mới vừa xin chủ quyền nhà luôn nha anh chị, chủ quyền nhà cấp 4 luôn nha. Vậy nên anh chị cứ an tâm ha, nơi đây là nhà của mình là không có bị dính quy hoạch nha anh chị ơi. Tuy là đối diện với cái miếng đất của mình là phía bên kia là người ta quy hoạch là khu đô thị Đông Bắc, nhưng mà của mình thì chưa dính quy hoạch nha. Rồi chờ mình quẹo vô cái đường bê tông 3m này nha anh chị. Đây là chiếc xe 7 chỗ người ta trùm mền nè anh chị ơi. Dạ, chiếc xe 7 chỗ người ta trùm đó. Còn đây là đường bê tông 3m. Đường này thì em có đo rồi nha anh chị ơi. Và mình chạy thẳng vào trong cuối đường thì nhà mình nằm bên phía tay trái luôn nha anh chị. Và bên kia là có một cái giường bưởi nha anh chị ơi, rất là mát mẻ luôn nha. Thì kế bên này là cũng có một căn nhà nè anh chị, là người ta xây nhà sang sát nhau đây luôn nha. Dạ bây giờ mình em mời anh chị mình tham quan xung quanh trước nha. Thì xung quanh đây anh chị thấy là kế bên nhà của mình bên hông á là nó có một cái mương thoát nước nha anh chị ơi. Mương thoát nước này là nó có thể hiện trên sổ hồng của mình luôn nha. Chính vì vậy cho nên là nhà mình sẽ không bao giờ lo ngập lụt nha anh chị ơi. Dạ có đường thoát nước sẵn luôn rồi. Khu đây là dân cư hiện hữu, điện nước đầy đủ luôn nha anh chị ơi. Thì em có lấy cây thước em đo cho chính xác luôn nè anh chị. Thì cái đường bê tông trước nhà của mình á là sẽ là đường bê tông 3m luôn nha anh chị ơi. Mình đi rất là thoải mái luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong nhà để mình tham quan nha. Nhà của mình là nhà cấp 4, chủ quyền nhà đàng hoàng luôn nha anh chị ơi. Đây là khoảng sân phía trước của nhà mình thì có thể đậu được 2-3 chiếc xe máy nha anh chị ơi. Và nhà của mình là nhà cấp 4, là ngang á, chiều ngang miếng đất của mình là ngang 5, dài 17. Cái hậu của nó thì còn là 4,6 nha anh chị. Nhưng mà cái nhà của mình thì xây vuông dứt luôn nha anh chị ơi. Dạ. Thì đây là bên trong cái phòng khách của mình anh chị ơi. Dạ nhà mình thì rất là gọn luôn nha. Tổng diện tích là 81,6m2, full thổ cư, chủ quyền nhà cấp 4 cho mình luôn nha anh chị. Một phòng khách nè, một phòng bếp nè, hai phòng ngủ nè, và một cái sân phía sau để mình phơi đồ luôn nha. Nhà này là mới xây 100%, chưa qua sử dụng luôn nha anh chị ơi. Và giá thì em đảm bảo với anh chị luôn là giá này rất là rẻ rồi nha anh chị ơi, rẻ nhất thị trường luôn nha. Tại sao em nói như vậy? Tại vì lúc trước á, thì căn nhà này á, có kêu bán với giá là 1.250.000.000 nha anh chị. À, 1.250.000.000 và có người vô trả 1.2 rồi nhưng mà chủ không bán. Nhưng mà tới thời điểm này á, là tới địa điểm Tết rồi cho nên là anh chủ là muốn thôi cho mình dễ mua dễ bán luôn, giảm trực tiếp 100.000.000 còn từ 1.250.000.000 còn 1.150.000.000 thôi nha anh chị ơi. Giá này em thấy rất là hợp lý luôn nha anh chị ơi. Và từ nhà mình á mà mình ra ngay chỗ quốc lộ 50 hồi nãy là chỉ có 250m thôi, mình ra ngay chỗ quốc lộ 1 là đầu đường quốc lộ 50 giao với quốc lộ 1 á, là chỉ có là 675m nè. Còn mình đi về chợ Trung Lương á, là tầm khoảng là 950m nè. Còn mình đi về siêu thị Cấp Mắc ngay nội ô thành phố Mỹ Tho là chỉ có 2,6km thôi. Rất là gần nha anh chị, mình sạc một cái là mình vô nội ô thành phố Mỹ Tho rồi. Và từ nhà mình á, mà mình ra dòng xe quảng trường trung tâm hành chính sự nghiệp tỉnh Tiền Giang là chỉ có 3,4km thôi nha anh chị ơi.
Và sau này khi mà phía bên ấp 1, ấp 2, ấp 3 của xã Đầu Thạnh người ta thành lập xong khu đô thị Đông Bắc đó anh chị, thì khu bên này người ta sẽ lên giá rất là nhiều nha anh chị ơi. Tại vì thứ nhất là tiếp cận với khu đô thị mới nè, cái thứ hai nữa là dân ở giải tỏa trong ấp 1, ấp 2, ấp 3 người ta sẽ dồn qua ấp 4 với ấp 5 để mà người ta mua nhà nha. Cho nên giá nhà bên đây nó sẽ lên nha anh chị ơi. Và giá em chốt luôn là 1 tỷ 150 triệu. Anh chị nào mà muốn xem nhà thì cứ alo trực tiếp cho em, tại em đang giữ chìa khóa nè. Là mình vô mình xem rồi sau đó là ok thì mình ra mình gặp chủ để mình chốt luôn căn nhà này để mình ăn Tết luôn nha anh chị ơi. Nhà này là nhà mới 100% luôn nha. Và sử dụng những cái vật liệu rất là tốt luôn nha anh chị. Gạch bóng kính nè, cửa nhôm si pha cường lực nè, rất là ok luôn nha. Đường trước nhà là đường bê tông 3m cũng rất là thoải mái luôn nha anh chị ơi. Xe hơi thì em nghĩ là người ta chạy xe 7 chỗ vô được á, là mình cũng sẽ chạy vô được nha anh chị. Và chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị mình vào những video tiếp theo. Thì anh chị thấy xung quanh đây là dân cư hiện hữu ở rất là đông đúc rồi nha anh chị ơi. Giá này em thấy rất là rẻ cho nên em rất hào hứng để giới thiệu với anh chị căn nhà này luôn nha.